Ba đào mộ, David đã dùng dây ném đá và đá mà thẳng tên Philistine và trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn David đến trước Saul, thì David nói với Saul rằng: "Đừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ. Tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philistine." Saul nói cùng David rằng: "Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên Philistine đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc còn niên thiếu." David liền đáp: "Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu. Ngươi sẽ giải thoát tôi khỏi tay tên Philistine đó." Saul mới nói với David: "Ngươi hãy đi và Chúa ở cùng ngươi." David lấy cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm viên đá bóng láng dưới khe nước, bỏ vào vị canh chiên mà chàng thường đeo bên mình. Tay chàng cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Philistine. Tên Philistine có vệ sĩ cầm khí giới đi trước, tiến lại gần David. Khi tên Philistine thấy David thì khinh bỉ chàng, vì chàng là một thanh niên hồng hào đẹp trai. Tên Philistine nói với David: "Tao có phải là chó đâu mà mày cầm gậy đến với tao?" Rồi tên Philistine nhanh nhanh các thành của y mà nguyền rủa David. Anh ta nói với David: "Mày hãy lại đây, ta sẽ phân thay mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt." David đáp lại: "Còn mi cầm gươm giáo lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đồ của Israel mà hôm nay mi đã nhục mạ. Chúa sẽ trao mi vào tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném thay quân sĩ Philistine cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng Israel có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng Chúa không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì người là chủ trận chiến, người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta." Vậy tên Philistine vùng lên tiến lại gần David, và David hối hả chạy đến nghênh chiến với tên Philistine. David thò tay vào vị lấy viên đá rồi dùng dây ném đá mà phóng vào cán tên Philistine. Viên đá trúng lũng cán và hắn liền té sấp xuống đất. Và David đã dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên Philistine. Nhưng vì David không có sẵn gươm, nên cậu chạy lại đứng trên bình tên Philistine, lấy gươm của hắn rút ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần tri và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Phúc âm trong ngày Sa-bát để cứu sống hay là giết chết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây." Rồi người bảo họ: "Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ, được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ tin lặng. Bây giờ người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai ra. Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra." Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức những người bị phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Herode, chống đối người và tìm cách hại người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời bác ái là trên hết. Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, người Hy Lạp cai trị nước Do Thái, do Antiochus Epiphan theo đuổi chính sách Hy Lạp hóa dân bị trị, do đó du nhập với sống Kỳ Lạ và thờ ngũ tượng vào xã hội Do Thái. Ông gặp sự chống đối mạnh liệt của những người Do Thái trung thành với đề lực và giao ước mà Gia-vê đã ký kết với tổ tiên họ.
Những người Do Thái nhiệt thành này đã hình thành nhóm Hasidim, nghĩa là những người đạo đức, là tiền thân của nhóm biệt phái vào thời Chúa Giêsu. Gọi thế vì họ có một lối sống hết sức khác biệt, rất thông tạo thánh kinh và giữ được hết sức tỉ mỉ. Họ đã khởi đầu với những ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng tiếc thay họ đã đi quá xa, giữ lực cách cứng nhắc đến nỗi vì thế mà đang tâm không giúp đỡ chị em trong những cơn bệnh hoạn tại nguyện. Thánh hóa ngày Chủ nhật chúng ta nghỉ ngơi, nhưng không phải để xa đà, để xả láng trong đủ mọi thứ vui chơi giải trí rượu chè cơ bản. Thế là chúng ta được mời gọi thánh hóa ngày Chủ nhật theo ý Chúa muốn, qua việc tham dự thánh lễ cách trọn vẹn và sốt sáng, dành thời giờ để chia sẻ tình bạn ái với anh chị em đang sống chung quanh mình, qua việc bố thí và giúp đỡ tha nhân. Lạy Chúa, trọn từng lễ qua, con lam lũ với bao lo to của cuộc sống của công việc. Xin cho con biết dành ngày Chủ nhật thánh quá ngày Chủ nhật bằng việc thờ phượng Chúa và sống trọn đức ái để làm cho tình yêu Chúa luôn sống trong anh chị em con. Xin Cha và con và Thánh Thần. Amen.